Ca tử vong vì COVID-19 trên nền bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường, xẹt đốt sống lưng đã phẫu thuật. 15 giờ ngày 15 tháng 5, Bộ Y tế thông tin về ca tử vong của bệnh nhân COVID-19 thứ 36 tại Việt Nam. Bệnh nhân tử vong cùng ngày với chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2, tăng huyết áp, đái tháo đường, tiền sử xẹp đốt sống thắt lưng đã phẫu thuật. Theo tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, bệnh nhân nữ 89 tuổi, bệnh nhân 3839 mắc COVID-19 đã tử vong do các bệnh lý nền. Bệnh nhân nữ có địa chỉ tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh là F1 của bệnh nhân 3521 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 13 tháng 5, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 13 tháng 5 với chẩn đoán viêm phổi nặng do COVID-19, suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường tiếp 2, tăng huyết áp nhiều năm, xẹt đốt sống thắt lưng đã phẫu thuật bơm xi măng ngày 6 tháng 4. Bệnh nhân được đặt nội khí quản thở máy xâm nhập, lọc máu liên tục, dẫn lưu khí màng phổi kháng sinh, kháng virus và ECMO, hệ thống tim phổi nhân tạo. Bệnh nhân tử vong vào ngày 15 tháng 5 năm 2021 với chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2, tăng huyết áp, đái tháo đường, tiền sử xẹp đốt sống thắt lưng đã phẫu thuật. Đây là ca tử vong của bệnh nhân COVID-19 thứ 36 tại Việt Nam. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội công bố thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới, trong đó có 3 trường hợp cùng là công nhân tại khu công nghiệp ở Thường Tín. Theo đó, 3 ca bệnh mới dương tính với SARS-CoV-2 làm việc tại các công ty cổ phần tập đoàn quốc tế Eslen có địa chỉ tại thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín. Trường hợp đầu tiên là 34 tuổi, địa chỉ tại thôn 5, Đông Mỹ, Thanh Trì, làm quản lý bộ phận thành phẩm của công ty Eslen. Trường hợp thứ hai là nam, 27 tuổi, địa chỉ ở Vân Hồ, Sơn La, là công nhân pha chế sơn của công ty Eslen. Trường hợp thứ ba là nam, 22 tuổi, địa chỉ ở Vân Hồ, Sơn La, là công nhân pha chế sơn của công ty Eslen. Như vậy, đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 4 trường hợp mắc COVID-19 tại công ty Eslen. Đây là một ổ dịch mới tại ổ dịch Thường Tín, ngoài chùm các bệnh liên quan đến Đà Nẵng. F1 âm tính nhưng F2 lại dương tính với COVID-19. Thông tin này vừa được bác sĩ Phạm Hồng Nam, giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng chia sẻ. Kết quả xét nghiệm sáng nay khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ. Theo đó, ca mắc này là cháu bé 7 tuổi, tên D, nhà ở đường Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà. Bé được xác minh là F2 khi có bố là F1 do tiếp xúc gần với nữ nhân viên trực tổng đài tại công ty Trường Minh, khu công nghiệp An Đồn, bệnh nhân 3545. Bố của cháu bé được đưa đi cách ly ngay và kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Chiều tối 13 tháng 5, cháu bé có biểu hiện sốt, được đưa vào khu cách ly của bệnh viện và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm sáng nay cho thấy cháu bé dương tính với SARS-CoV-2. Hiện ngành chức năng quận Sơn Trà đã tiến hành phong tỏa, lập khu cách ly tại khu vực cháu bé sinh sống ở đường Lê Hữu Trác, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại đây. Tại Bắc Giang, số ca dương tính COVID-19 vẫn tăng cao từng ngày. Các ca nhiễm đa phần ở khu công nghiệp, nhất là khu công nghiệp Vân Trung của huyện Việt Yên. Đây là điều rất đáng lo ngại vì với dịch COVID-19, tốc độ lây lan tại các khu công nghiệp là rất nhanh. Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương trong đợt dịch lần trước là một bài học cho thấy điều này. Để có thể nhanh chóng phát hiện ca bệnh, khoanh vùng dập dịch, tỉnh Bắc Giang quyết định xét nghiệm toàn bộ công nhân của các khu công nghiệp, mà trước tiên là khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 trong sáng nay. Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đang là điểm nóng dịch COVID-19 của địa phương này cũng như cả nước với số ca bệnh lên tới 87 ca. Hoạt động sản xuất vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên các biện pháp kiểm soát dịch thì thắt chặt ở mức cao nhất. Từ ngày 12 tháng 5 đến nay, việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho công nhân bắt đầu được triển khai. Hiện nay thì khu công nghiệp Vân Trung của huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang vẫn đang hoạt động bình thường, vừa sản xuất vừa phòng dịch. Và hôm nay tại nhà máy này thì có hơn 1.000 công nhân được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Cả khu công nghiệp Vân Trung có hơn 80.000 công nhân.
việc lấy mẫu xét nghiệm đang được thực hiện khẩn trương, nhanh chóng, vì nếu chậm một ngày là việc khoanh vùng, dập dịch, trễ thêm nhiều nhịp. Phần lớn doanh nghiệp ở đây là của nước ngoài. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết giá chi phí xét nghiệm cho mỗi mẫu là hơn 730.000 đồng, là giá theo quy định của nhà nước sẽ do doanh nghiệp chi trả, công nhân không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Cái nguy cơ rất là cao trong cái khu công nghiệp Vân Trung. Đến nay thì cái việc xét nghiệm là hết sức khẩn trương, chúng tôi thực hiện 24/24 và phấn đấu một vài ngày tới sẽ xong toàn bộ các số công nhân ở trong khu công nghiệp Vân Trung. Thực tế cho thấy ở các khu công nghiệp, dịch COVID-19 sẽ lây lan rất nhanh và khó kiểm soát vì số lượng công nhân trong mỗi nhà máy lên đến cả trăm, cả nghìn người. Sau khi tan ca, họ di chuyển bằng các phương tiện xe khách, xe công ty tỏa về các khu nhà trọ, khu tập thể, nên việc kiểm soát gặp rất nhiều khó khăn. Và trong sáng nay, khu công nghiệp Quang Châu cũng của huyện Việt Yên phát hiện thêm 9 ca dương tính. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu công an tỉnh xác minh làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sinrang, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên SGTech, khu công nghiệp Vân Trung, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công tác kiểm soát dịch ở trong nhà máy, chúng tôi thành lập 5 cái tổ kiểm tra, giám sát, thường xuyên đi kiểm tra cái công tác phòng chống dịch của các doanh nghiệp trong khu nghiệp, đặc biệt là sẽ hướng dẫn các doanh nghiệp trong công tác phòng và bảo vệ. Đối với các doanh nghiệp mà không thực hiện không nghiêm thì chúng tôi sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh có thể là đình chỉ hoạt động sản xuất. Hiện nay, phương án ngăn chặn khoanh vùng phòng chống dịch bệnh của tỉnh Bắc Giang vẫn là thần tốc điều tra, truy vết tất cả các trường hợp liên quan đến các trường hợp F0, yêu cầu điều tra đến F3, những nơi có điều kiện có thể điều tra đến F4. Tỉnh này đang khẩn trương đẩy mạnh xét nghiệm trên diện rộng để sàng lọc nhanh chóng, cách ly kịp thời. Trong số các ca mắc COVID-19 tại Việt Nam, những ngày qua đã ghi nhận nhiều ca mắc ở Bắc Giang có liên quan đến ổ dịch ở khu công nghiệp Vân Trung, Bắc Giang. Trước đó, dịch COVID-19 cũng ghi nhận trong các khu công nghiệp ở Hải Dương, Đà Nẵng, Bắc Ninh. Dịch bệnh xảy ra ở tất cả các nơi đều nguy hiểm, nhưng xung yếu nhất vẫn là bệnh viện, sau đó đến các nhà máy, đặc biệt là các nhà máy trong khu công nghiệp. Do đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các địa phương cần nỗ lực không để dịch bệnh lây lan trong khu công nghiệp. Báo cáo tại cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện thành phố này tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm tại công ty Trường Minh thuộc khu công nghiệp An Đồn, đồng thời dồn lực xử lý lấy mẫu xét nghiệm với công nhân bảo vệ tiểu thương quanh khu công nghiệp. Liên quan đến tình hình dịch bệnh tại Bắc Ninh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh này cho biết, sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 ở công ty Samsung Electronics, các lực lượng đã truy vết lấy mẫu xét nghiệm và đã có một số kết quả âm tính. Tuy nhiên, với trường hợp mắc COVID-19 tại công ty Canon Việt Nam, qua lấy 1.998 mẫu đã phát hiện các ca dương tính. Riêng ở Bắc Giang, lãnh đạo tỉnh này báo cáo sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 tại công ty Sinrang Việt Nam, lực lượng hữu quan đã truy vết. Thế nhưng theo lãnh đạo tỉnh, đây là ổ dịch hết sức phức tạp do công nhân tập trung đông khoảng 90.000 người. Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo quốc gia yêu cầu các địa phương cần nỗ lực không để dịch bệnh lây lan trong khu công nghiệp. Các doanh nghiệp này phải ký cam kết phòng chống dịch với cơ quan chức năng. Yêu cầu các cái chủ doanh nghiệp phải ký cam kết về cái công tác phòng chống dịch với ban chỉ đạo. Ở đây thì tôi đề xuất là với ban chỉ đạo cấp huyện, và cứ các cái doanh nghiệp nằm trong cái cụm công nghiệp, khu công nghiệp, kể cả doanh nghiệp nhỏ này nằm trên địa bàn của huyện nào thì phải ký cam kết công tác phòng chống dịch với cái ban chỉ đạo đó. Cái thứ hai nữa là các đồng chí phải kiểm tra lại cái việc cũng tất cả các doanh nghiệp này là phải có ban chỉ đạo và có một cái đầu mối cán bộ để làm công tác theo dõi công tác phòng chống dịch. Tất cả các tỉnh, đặc biệt là thư ký hải quan mình phải làm việc sát với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và kể cả các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp mà có được nhiều dứt khoát siết theo quy định về an toàn công ty, phổ biến cho mọi người và cũng huy động mọi người, không chỉ là thực hiện cái đấy
mà tham gia. Nếu mà muốn sản xuất an toàn thì có nhiều các biện pháp sàng lọc, kể cả biện pháp là doanh nghiệp cũng tham gia hệ hòa cùng với nhà nước để mà xét nghiệm sàng lọc. Được biết hiện nay cả nước có 369 khu công nghiệp tập trung, gần 30 khu kinh tế cửa khẩu, khu chế xuất với khoảng 3,8 triệu lao động, khoảng 700 cụm công nghiệp đang hoạt động với khoảng 600.000 lao động. Đặc điểm của các nhà máy trong khu công nghiệp là đông người, phần lớn hoạt động sản xuất trong môi trường kín. Nhiều xóm trọ, khu trọ công nhân rất chật chội, đông đúc, chợ búa, cơ sở dịch vụ ở những khu này có mật độ dày đặc, xe đưa đón công nhân rất nhiều, do đó nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại địa điểm này là rất cao. Các tỉnh cần có kế hoạch mở rộng khu cách ly, sẵn sàng có các khu điều trị để thực hiện 4 tại chỗ. Đặc biệt là đối với các tỉnh có công nghiệp thì chúng tôi đã có chỉ đạo là phải cái khu cách ly phải đến hàng 10.000 người. Thì các chỉ hết sức lưu ý cái đó, phải sẵn sàng. Đấy, chứ rút kinh nghiệm không chỉ Hải Dương làm vậy đâu. Và cái thứ hai là cũng sẵn sàng có các cái khu điều trị ở từ tuyến huyện trở lên. Đấy, tôi đề nghị bởi vì thực hiện 4 tại chỗ. Đấy, bây giờ tôi báo cáo chính bệnh viện nhiệt đới phong tỏa rồi. Đấy, đương nhiên là chúng tôi vẫn chỉ đạo là nhận các bệnh nhân COVID ở những nơi các tỉnh lân cận, nhưng đối với các cái bệnh nhân nặng hoặc cấp cứu. Thế nhưng mà đến thì chúng ta những cái bệnh nhân này chúng ta phải được điều trị được và chỉ chuyển đến tuyến trên những cái trường hợp hết sức cần thiết. Đấy, chúng ta phải đặc biệt như thế. Cũng theo Thứ trưởng Bộ Y tế, có 5 điểm các nhà máy, khu công nghiệp cần chú ý là rà soát ngay và có kế hoạch phòng chống dịch. Các khu công nghiệp, nhà máy cần thành lập tổ phòng chống COVID. Những nhà máy chưa có ca bệnh cần tăng cường giám sát theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cho những người nghi ngờ đi xét nghiệm, từng nhà máy phải điều chỉnh thời gian, giãn cách, những thời điểm tập trung đông người như ăn trưa, tan ca. Các nhà máy có ca bệnh dương tính phải khoanh vùng, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp tục có chỉ đạo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, trong đó yêu cầu người dân không tập trung quá 5 người tại nơi công cộng. Theo đó, các địa phương phải yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, không được tập trung quá 5 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Đồng thời, do nguy cơ lây nhiễm rất cao trong gia đình, người dân cũng hạn chế tổ chức hoạt động tập trung, đông người trong sinh hoạt gia đình. Lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm việc tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu. Việc bán hàng ăn, uống tại chỗ đã được quy định. Lãnh đạo thành phố cho biết, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, nhưng vẫn phải đẩy mạnh việc xét nghiệm trên diện rộng để xác định nguồn lây trong cộng đồng.